Chào mừng các quý vị phụ huynh và các con học sinh đã đến với trang lời giải hay.com Ngày hôm nay, cô giáo sẽ hướng dẫn cho các con làm bài tập số 3, trang 70, sách giáo khoa toán lớp 5, bài luyện tập. Bài tập 3 đề bài như sau. Thùng to có 21 lít dầu, thùng bé có 15 lít dầu. Số dầu đó được chứa vào các chai như nhau, mỗi chai có 0,75 lít. Hỏi có tất cả bao nhiêu chai dầu? Cô giáo tóm tắt đề bài như sau. Thùng to có 21 lít dầu. Thùng bé có 15 lít dầu. Chứa trong các chai Mỗi chai chứa được 0,75 lít. Hỏi có tất cả bao nhiêu chai dầu? Để giải bài tập này, chúng ta thực hiện các bước như sau. Bước 1, ta tính tổng số dầu của cả hai thùng bằng cách lấy số dầu của thùng to là 21 lít cộng với số dầu của thùng bé là 15 lít. Bước 2, ta tính số chai dầu bằng cách lấy tổng số dầu của hai thùng vừa tính được ở bước 1 chia cho số lít dầu của một chai là 0,75. Chúng ta cùng đi vào lời giải chi tiết. Hai thùng có tất cả số lít dầu là Ta lấy số lít dầu ở thùng to là 21 cộng với số lít dầu của thùng bé là 15. bằng 21 cộng 15 bằng 36 lít. Có tất cả số chai dầu là Cô lấy tổng số lít dầu trong cả hai thùng là 36 chia cho 0,75 bằng Đặt tính ra nhé, ta có 36 chia cho 0,75. Phần thập phân của số chia có 2 chữ số. Như vậy cô viết thêm hai chữ số 0 vào bên phải của số bị chia. Sau đó, gạch dấu phẩy. Chúng ta thực hiện phép chia. 3600 chia cho 75. 360 chia cho 75 được 4. 4 x 5 bằng 20, viết 0 nhớ 2. 4 x 7 bằng 28, nhớ 2 bằng 30. 360 trừ 300 bằng 60. Hạ 0.

Đáp số 48 chai dầu Như vậy, cô giáo đã hướng dẫn xong cho các con bài 3, trang 70, sách giáo khoa toán lớp 5 bài luyện tập. Để xem thêm nhiều lời giải của các bài tập khác, các con hãy truy cập trang web lời giải hay.com. Cô chúc các con học tốt.